mà tôi phỏng vấn là chiến lược mũi nhọn của em nó ở chỗ nào, thì bạn ấy có trả lời là ở cả 6 điểm. Thì cái điều này làm cho hình dung ra một cái chiến lược hình quả mít. Theo đó là hướng nào cũng là mũi nhọn. Mà như chúng ta đã biết, nếu một cái vật thể đi di chuyển 6 hướng khác nhau thì cái vật thể đó sẽ không đi đến đâu hết. Thì chính vì vậy tôi thấy là cái startup này mặc dù kinh doanh có kết quả tốt, nhưng bản chất nó vẫn là kinh doanh bản năng, và tại trong thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được đúng và rõ cái long mạch mũi nhọn để đưa cái hoạt động của mình lên một cái quy mô mới. Đó là chiến lược quả mít. Thực ra là chiến lược quả mít nó không phải là một chiến lược tốt. Nó dễ dẫn đến cái tình huống là mình bị rối loạn chiến lược, dẫn đến là mới với một vật thể mà cùng một lúc di chuyển về 6 hướng khác nhau thì sẽ thông thường là sẽ không di chuyển được. Thì chính vì vậy đối với startup trong các cái giai đoạn mới khởi nghiệp thì cái chiến lược đúng đắn nó phải là một chiến lược mang tính gọi là chiến lược mũi tên. Hoặc là giống như trong quân đội, người ta vẫn hay dùng cái câu gọi là thọc sâu đánh hiểm, nở hoa trong lòng địch, là chúng ta sẽ phải dùng một cái đặc tính nổi trội trong hoạt động của startup để công phá mạnh mẽ vào một điểm yếu của thị trường. Sau khi chọc thủng được cái điểm yếu của thị trường đó thì sau đó chúng ta mới bắt đầu bung ra ở đằng sau lưng của quân địch. Quân địch ở đây chính là thị trường và các cái đối thủ. Từ các cái bài học của ông cha, từ trong các cái bài học của quân đội trong chiến tranh, thì tôi nghĩ là những cái bài học đó là rất có tác dụng khi mà áp dụng trong chiến lược kinh doanh của các startup. Tập trung đầu tư vào các startup đi theo cái mô hình gọi là D2C. Nói chung D2C nghĩa là gì? Direct to customer, có nghĩa là các cái startup sản xuất ra các cái sản phẩm dịch vụ và trực tiếp kinh doanh bán hàng đến tận tay người tiêu dùng mà không qua các kênh phân phối trung gian. Thông qua và cái công cụ chính đó là sử dụng kênh bán hàng trực tuyến, bán hàng online ra khắp toàn quốc hoặc ra khắp khu vực và trên thế giới. Thì với các startup D2C như vậy, họ có thể sản xuất và kinh doanh bất kỳ sản phẩm gì, từ các cái phát minh sáng chế cho đến thời trang cho đến mỹ phẩm, miễn là họ theo cái mô hình D2C như tôi đã chia sẻ thì sẽ là khẩu vị đầu tư của Sắc Bình.